đón các bạn đến với chuyên mục Vào bếp của Đẹp TV. Ngày hôm nay, Đẹp TV sẽ giới thiệu đến các bạn cách làm món bánh mousse dừa tươi sô-cô-la, một món bánh tráng miệng nổi tiếng của người Pháp được rất nhiều người ưa chuộng. Các bạn hoàn toàn có thể làm chiếc bánh này tại nhà mà không cần phải dùng đến lò nướng. Hãy cùng vào bếp với Đẹp TV để làm món bánh tráng miệng hấp dẫn này nhé! Nguyên liệu của món bánh này gồm có kem whipping, nước cốt dừa, sô-cô-la, gelatin, dừa tươi, đế bánh gato, lòng đỏ trứng, bơ và đường xay. Cách làm như sau. Đầu tiên, kem tươi đánh bông lên. Các bạn nhớ là không đánh quá kỹ, sẽ bị sáp và tách nước. Tiếp theo, các bạn lấy 175g kem tươi đã đánh bông, trộn nhẹ cùng đường xay, nước cốt dừa và dừa tươi. Ngâm 2 lá gelatin vào nước lạnh cho mềm. Cho thêm một xíu nước vào bát rồi đặt vào lò vi sóng khoảng 10 giây. Sau, các bạn lấy gelatin ra và trộn vào hỗn hợp đã chuẩn bị. Bước tiếp theo là bước tạo khuôn cho bánh mousse. Các bạn có thể lựa chọn các khuôn hình đa dạng khác nhau, ví dụ như khuôn hình trái tim dễ thương này. Lắp giấy nến vào bên trong khuôn. Đặt đế bánh gato đã được dập khuôn theo hình trái tim xuống phía dưới. Cho phần mousse dừa vào túi bắt bông kem, buộc túi và cắt nhỏ phần mép túi. Sau đó phủ một lớp mousse dừa lên bạt bánh. Hoàn thiện bước này bằng cách đặt khuôn bánh vào tủ lạnh trong vòng 10 phút. Để làm được mousse dừa sô-cô-la, các bạn phải đun cách thủy sô-cô-la cho tan chảy ra. Thêm một chút bơ và phần lòng đỏ trứng đã chuẩn bị sẵn, khuấy đều tay. Cho 2 lá gelatin đã ngâm nước lạnh vào hỗn hợp và quấy tan chúng lên. Tiếp tục cho một phần kem tươi vào hỗn hợp sô-cô-la, trộn đều và hãy nhẹ nhàng cho đến khi tan hết kem tươi nhé. Và ta sẽ có hỗn hợp sô-cô-la trông như thế này. Sau đó các bạn cho phần mousse sô-cô-la phủ một lớp lên mousse dừa tươi đã được làm đông. Và tiếp tục đặt khuôn bánh vào trong ngăn đá tủ lạnh để bánh đông trong vòng 2 tiếng. Khi lấy khuôn ra, các bạn nhớ tháo khuôn và tháo giấy nến hết sức nhẹ nhàng để bánh không bị vỡ nhé. Và đây chính là món bánh mousse dừa sô-cô-la mát lạnh và hấp dẫn đấy. Chúc các bạn làm bánh vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Sau đó, lăn bột thành một dải lớn và cắt ra với những phần bột đều tay để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Đến bước tạo hình cho bánh dẻo, đầu tiên chúng ta sẽ đặt khối bột lên mặt phẳng, cán mỏng khoảng từ 3 đến 4 mm.